Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em hai dòng sản phẩm mà Nhật vừa mới bờ hàng, bao gồm một âm ly và một cặp loa nha anh em. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm âm ly trước nha anh em. Đây là âm ly mà nó sẽ nằm ở phân khúc giá rẻ hơn mà, đến từ thương hiệu của Onkyo và tên model là Intera A819GTR. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà tuy giá rẻ hơn nhưng chất âm của nó là rất là hay và thiết kế của nó là rất là đẹp và bắt mắt lên em. Đây anh em nhìn hai bên của nó thì nó sẽ có hai cái má gỗ zin theo máy cho anh em. Dòng này thì được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Công suất của này là 160W và chạy chúng ta tổng cộng là 4 con sò xanh ken nha anh em. Cấu hình của này thì cũng rất thoải mái để cho anh em có thể mà phối ghép với tất cả cặp loa trên thị trường hiện nay. Đây, con này là hàng mà chuẩn là made in Japan nha anh em. Công suất là 160W. Đây mới là một công suất phải nói là cực kỳ là tốt trong phân khúc giá rẻ luôn nha. Đây, thiết kế con này thì mình thấy là nó cũng rất là đẹp và bắt mắt nha anh em. Đầy đủ cái nút tính năng, có cả loa nét nha anh em. Đây là nút mà tăng âm rất là tốt dành cho những dòng sản phẩm giá rẻ. Và bên cạnh là một cặp loa đến từ thương hiệu của JBL. Dòng này sẽ có model là 4312D Control Monitor. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà đời vẫn là khá là sâu của cái model 4312 của JBL nha anh em. Nó có rất là nhiều dòng từ trơn A, B, C và dòng này dòng D là một trong những dòng mà phải nói là cao cấp nhất của cái dòng 4312 nha anh em. Dòng này thì nó cũng có thiết kế gần tương tự như là cái dòng trước thôi em. Cũng là bát 30 màu trắng, một loa mid và một loa treble. Dòng này nó là chất âm cực kỳ hay và được nhiều là anh em trong giới audio đánh giá rất là cao em. Đây nó cũng có hai cái rod server mà tinh chỉnh và giải mid và giải treble anh em, một cái độ hơi và ở căng. Con này hàng bờ rất là mới đẹp tôm. Con này cũng là một trong những hàng mà mình tỉ lựa rất kỹ. Đây, con này nó sẽ có thiết kế là gỗ màu đen vân sờn anh em. Nó sẽ tương tự là cái con đây 4312B MK2 Control Monitor mà hồi đó Nhật đã giới thiệu và mang đến cho anh em. Và Nhật sẽ để lại cho anh em con này với giá cũng rất là tốt luôn em. Chỉ với 27.500.000 đồng. Nói chung con này là một trong những dòng sản phẩm mà mình tuyển lựa và hình thức còn mới đẹp, vuông thành sắc cạnh không chỉ vết. Đây anh em coi loa bát của nó, đây anh em trắng mà còn rất là mới, rất là đẹp anh em. Đây là mid và loa check của sản phẩm này. Dòng này phải nói là dòng rất là nổi tiếng anh em, hàng là chuẩn là made in USA anh em. Đây về mà hàng và giới thiệu với anh em. Còn con này thì Nhật sẽ để lại anh em với giá là 3.200.000 đồng nha anh em. Thiết kế đẹp, vừa rẻ vừa hay. Có vân gỗ trưng bày cũng sang trọng nha mà, hai cái máy gỗ. Đây, và anh em muốn mua anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo với Nhật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, xin chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào những video sau.